Ờ, bạch sư hiện nay có rất nhiều tăng ni sinh xuất gia rồi có định hướng đi du học ở những nước như Sri Lanka, Miến Điện, Thái Lan, Ấn Độ. Con từng thấy sư sang Miến để tu tập sau sư lại không chọn theo con đường đi du học hoặc ở lại Miến Điện tu tập vì bên đó có rất nhiều tăng tài đức mà lại chọn về Việt Nam Hoàng Pháp. Uh, thực tế thì uh, khi mà sư mới xuất gia, ấy, sư vẫn chưa có biết nhiều, chưa có biết nhiều kiến thức Phật học ấy, nó vẫn còn rất là hạn chế, cho nên sư có một cái ý định là cái kiến thức ấy. thì xin thưa uh, tiếng anh tiếng miếng hay là bất kỳ thứ tiếng nào cũng là dùng để diễn đạt uh, cái lời cái lời của Đức Phật dạy trước khi mà mình muốn đi uh, qua một cái xứ khác để mình học uh, thì sư suy nghĩ thứ nhất là mình học cái gì uhm. tặng kinh tạng luật và tạng a-tì đàm đó là ba tạng mà bất kỳ một vị tu sĩ nào cũng phải học mà trong ba tạng như vậy đó thì nếu như mình học tiếng việt ấy, thì nó sẽ dễ tiếp thu hơn tại vì mình là người việt thì tại sao suy nghĩ là Uh, tại sao trước khi mà mình uh, đi nước ngoài đó mình đi du học tại sao mình không dành thời gian ra mình học trước kinh luật và luận uh, bằng tiếng Việt thì uh, dù cho dù cho nó có chênh uh, lệch thì cũng không có nhiều thứ nữa đó là mình cũng nắm được cái nội dung uhm? Tức là khi mà mình nắm vững uh, kinh luật và luận thì mình có học cũng học cái đó mà bằng một cái ngôn ngữ khác thì mình vẫn có cái khả năng tương thích. Ừ? Xưa lấy làm lạ. xin hỏi quý vị chứ. À, bây giờ quý vị mình uh, học uh, uh, toán lý hóa, xin ví dụ nha quý vị học mình học toán lý hóa, thì uh, quý vị học toán toán lý hóa cũng bao nhiêu đó công thức cũng bao nhiêu đó công thức nha cũng bao nhiêu đó công thức thôi à, thì quý vị sẽ chọn là dạy bấy nhiêu toán lý hóa bằng tiếng việt hay là bằng tiếng anh hay là bằng tiếng pháp hay là bằng tiếng nga đấy thì đó là cái suy nghĩ của sư à, nói gì thì nói thì mình học bằng tiếng việt á, thì nó vẫn dễ tiếp thu hơn và sau khi mình học xong lúc đó mình có ý định uh, đi nước ngoài thì nó cũng không có muộn rồi thêm một vấn đề nữa là sư suy, suy nghĩ là mình phải học bali cái ngôn ngữ bali bởi vì uh, bali là cái ngôn ngữ gốc trong khi đó, đó tiếng anh tiếng pháp hay là tiếng ngay tất cả tiếng Miến tiếng thái thì cũng là dịch từ bali ra dịch từ bali ra thì uh, mình uh, có chắc là một bản dịch Uh, từ Bali mà qua Thái thì nó sẽ chuẩn hơn bản dịch từ Bali qua Việt hay là bản dịch từ Bali qua Miến thì nó sẽ chuẩn hơn bản dịch từ Bali qua Việt đấy uh, và những cái bản dịch như vậy đó nó chỉ mang tính chất là tham khảo tham khảo chéo ví dụ như bây giờ khi mà sư tham khảo thì sư tham khảo ba bản dịch một là bản dịch tiếng Việt hai là tiếng Anh và ba là tiếng Trung tham khảo sư tham khảo ba bản dịch đó để mình có cái nhìn tổng quan rồi mình à, đó à, cho nên là sư thấy là việc mình học Bali đó nó cũng rất là quan trọng Thật ra sư lại phải học Bali và học Bali thì học mình học Bali bằng tiếng Việt thì nó dễ tiếp thu hơn học Bali bằng tiếng Anh à, hoặc là bằng tiếng Miếng đấy rồi à, lại thêm một cái vấn đề nữa đó là gì theo luật ấy theo luật ấy, là một vị tỳ kheo um, khi xuất gia thì phải ở bên cạnh thầy uh, tối thiểu là 5 năm sau 5 năm ấy thì uh, vị đó mới được uh, đi uh, cho nên là uh, trong thời gian 5 năm thì ít nhất là sẽ phải ở bên thầy tế độ uh, cái chuyện này là cái chuyện mà bắt buộc uh, và đương nhiên, đương nhiên nếu mà quý vị hỏi là sư có ý định đi du học hay không, thì có cơ hội thì vẫn đi chứ, có cơ hội thì vẫn đi chứ, vẫn tốt hơn. Bởi vì dù sao thì cái học á, cái quan trọng là mình học cái gì. Nếu như, nếu như mà mình học về Phật Pháp ấy thì hết sức là nên, hết sức là nên. Sư ờ, chỉ ngại là mình đi học á, mang tiếng học đại học, học tiến sĩ, mà học cái gì? Học kinh tế. À, học à, chính trị à, mark lenin à, rồi học à, quốc phòng thì mấy cái đó nó sư không muốn tốn thời gian đó là lý do tại sao mà sư không học ở các cái trường đại học phật giáo ở việt nam bởi vì có nhiều môn sư thấy không có cần thiết đấy còn du học ở nước ngoài đó thì như sư nói À, mình vững cái kiến thức cũng bấy nhiêu đó thôi ha kinh luật và luận mình vững bằng cái tiếng mẹ đẻ à, sau đó mình học cái đó đó bằng những cái ngôn ngữ khác thì nó sẽ dễ hơn đó là suy nghĩ của sư ừ. à, lại thêm một vấn đề nữa đó là sư có cái có một cái băng khoăn như thế này đó là nhiều vị đó chọn ở lại đất miếng chọn ở lại đất miếng à, và sư có cái băn khoăn là bây giờ nếu như những vị mà giỏi mình tạm gọi là chảy máu chất xám các vị đi hết qua bên miếng á, thì uh, Phật giáo ở Việt Nam này nó sẽ như thế nào nó sẽ như thế nào và đó cũng là một cái mà sư băn khoăn bởi vì sư biết là nhiều vị rất là giỏi nhưng mà ở miếng ở miếng và cái số lượng mà tăng ni sinh mà ở miếng mà về thì cũng không có nhiều đấy và khi những cái lần mà sư từ cái đất miếng À, sư về Việt Nam ấy Nói nhỏ nhau nghe Bây giờ đi coi coi à, Mới có 10 người thôi Nói nhỏ nhau nghe à, Khi mà Ở trên máy bay mình đi xuống Tự nhiên có cái Có cái suy nghĩ là um, Khi mình sống trong một cái môi trường Mà nó thanh tịnh Thanh tịnh và chư tăng ở xung quanh Tuyệt vời Và mình trở về Thì có cảm giác là chứng khí mù mịt chứng khí mù mịt và sư lại có một cái suy nghĩ như thế này ờ, tại sao nếu như mà mình không làm thì để ai làm ờ, thay vì đó mình chạy đi chỗ khác theo cái tinh thần là mình uh, chạy nạn Ừ. thì tại sao mình không làm một cái để trồng một cái khu vực làm một cái khu vực trong sạch và nó thoáng thông thoáng gồm có những vị có tài có lý tưởng có đức có tàm úy rồi mình ở chung với nhau thì từ từ nó sẽ có một cái cộng đồng những vị tu sĩ uh, tốt đấy và khi mà mình có một cộng đồng những vị tu sĩ tốt ở chung với nhau thì uh, tự nhiên thôi nó là một cái quy luật uh, gọi là uh, may từng nào hợp với may từng đó uh, thì khi mà gồm uh, những cái vị như vậy thì những cái vị mà không có tạm úy À, những vị mà tu sĩ giỏm ăn ăn bám thì các vị đó sẽ không có không có chỗ ở cái khu vực này đấy thì dần dần như vậy đó mình mới phát triển được chứ còn nếu như mà mình mang tâm lý giống như là mình chạy nạn chạy giặt rồi mình cứ chạy hết qua bên miếng rồi thì cái cái xứ này nó quý vị nghĩ cái xứ này nó sẽ thành cái gì đó cũng là một cái suy nghĩ của sư hơn nữa đó, hơn nữa à, coi chừng là mình ngã mạng bởi vì ngay tại cái đất việt nam này cũng rất nhiều những vị giỏi rất nhiều những vị giỏi à, rất nhiều những vị à, có đức à, rất nhiều những vị có tâm huyết rất nhiều những vị có tàm úy có giới hạnh à, chẳng qua là các vị đó không nổi tiếng à, hoặc là không muốn nổi tiếng thôi nói nó kỳ, à, sư nhớ cái hồi mà sư, uh, chưa có xuất gia đó cái hồi mới có um, mười mấy tuổi thôi, à, thì uh, ông nội của sư đó mở cái đài FM có cái chương trình gì không nhớ uh, mà người ta phỏng vấn, uh, phỏng vấn thí sinh, uh, nói thí sinh sao mà không có không có nổi tiếng, thì cái thí sinh này nói dạ thứ anh thì cái ở đời cái gì nó nhẹ thì nó nổi mà cái gì nó nặng nó chìm đấy thành ra mình nổi Chứ có khi tại vì mình nhẹ thôi à, chứ còn nhiều nhiều vị uh, thâm sơn cùng cốc uh, nhiều vị là nội công thâm hậu các vị đó không nổi thôi thành ra là mình coi chừng mình coi chừng là khi mình có cái suy nghĩ là ở cái đất miếng là nó là họ uh, tuyệt vời còn ở việt nam mình là uh, không có bằng cái móng chân thì coi chân là mình ngã mạng, ừ, coi chân mình ngã mạng.